Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Vi Dung. Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa lớn trên diện rộng tại Bắc Bộ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan khẩn trương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án của công ty giấy Lienman Hậu Giang. Những băn khoăn xung quanh chất lượng của dự án trục đường phía Nam Hà Nội sau khi một số hạng mục bị phát hiện được thi công với cát và xốp. Nổi bật trong phần tin quốc tế, rơi máy bay quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ, 7 người thiệt mạng. Pakistan thắt chặt an ninh trong lễ Eid al-Fitr, lễ hội lớn nhất đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan. Sáng ngày hôm nay 6 tháng 7 trên mặt nước Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội, phía bên đường Trích Xài, cá chết trắng dạt vào bờ. Theo nhiều người dân sinh sống ở quanh khu vực này thì nguyên nhân có thể xuất phát từ việc thay đổi thời tiết những ngày qua. Đến chiều nay, cá vẫn chết trắng nổi trên mặt hồ. Hàng trăm con cá đủ chủng loại lớn bé như rô phi, trôi, mè, dạt vào bờ trắng xóa, xen lẫn bọt rác. Hiện tượng cá chết nổi trên mặt hồ không phải là hiếm, nhưng đến cả ba, lươn cũng chết nổi lại là điều khiến cho người dân vô cùng lo lắng. Có hai khả năng, một khả năng là do cái thời tiết nó thay đổi thì cá nó không thích hợp. Cái khả năng thứ hai là nhiều hơn, đó là do cái ô nhiễm của môi trường. Vì xung quanh nên là nước thải của dân là đều là hầu như xả trực tiếp xuống đây. Chai nhựa, túi ni lông kèm nước bẩn bị sóng đánh dạt vào bờ kết thành bè. Hiện tượng cá chết nhiều khiến cho người dân lo ngại và nhớ đến vụ việc cá chết xảy ra ở hồ Hoàng Cầu trước đó. Mưa kèm gió mạnh tại Hà Nội ngày hôm nay cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại tòa nhà Thăng Long Fort tại phố Láng Hạ, quận Đống Đa. Một cột thu phát sóng đặt trên nóc tòa nhà bất ngờ đổ sập khiến một nhân viên văn phòng tử vong. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay, cột thu phát sóng đặt trên nóc tòa nhà 105 Láng Hạ bất ngờ gãy đổ, một đoạn rơi xuống vỉa hè, nhưng may mắn không có người đi qua. Hai đoạn sắt của cột thu phát sóng bị gãy văng vào cửa kính văn phòng ở tầng 9, 10 của tòa nhà khiến anh Vũ Văn Hoan, 34 tuổi, quê ở Hoài Đức, Hà Nội, là nhân viên văn phòng làm việc tại tầng 10, bị chấn thương sọ não và tử vong tại bệnh viện. Đến khoảng 16 giờ chiều nay, hai đoạn cột gãy vẫn treo lơ lửng, được neo giữ lại nhờ những phần dây điện, dây cáp chằng chịt. Tòa nhà 105 Láng Hạ là khối văn phòng cho thuê thuộc xí nghiệp dịch vụ và cho thuê văn phòng trực thuộc công ty cổ phần Ford Thăng Long trực tiếp quản lý và kinh doanh. Trên nóc tòa nhà này có hai cột thu phát sóng, riêng cột bị gãy là của một hãng taxi được đặt hơn 10 năm nay. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngày hôm nay, mưa lớn vẫn duy trì tại nhiều địa phương ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, cường độ có giảm so với ngày hôm qua. Tại Quảng Ninh đã có 2 trường hợp thiệt mạng do sạt lở, dù đợt này mưa không lớn như là đợt mưa lịch sử vào tháng 7 năm ngoái, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 trong ngày hôm nay. Một ngày sau khi tai họa ập xuống, người nhà vẫn còn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của ông Trần Văn Thanh. Đang chuẩn bị bữa cơm chiều khi bờ kè sụp xuống, phá hủy toàn bộ căn bếp và chôn vùi ông Thanh trong chốc lát. Vừa bếp mát thì em đang ngồi bên ngoài phòng khách. Tự dưng cái bờ kè nó gọi là mất, nó không có giá đỡ, theo đổ úp xuống, va vào thành lan can tầng 2 nhà em và rơi thẳng xuống đây, vỡ hết mái. Điều đáng nói, khu vực này chưa từng xảy ra sạt lở nên người dân hết sức lo lắng. Những bờ kè bảo vệ nhà dân giờ lại đang trong tình trạng chờ sập. Chỉ thêm một trận mưa nữa, có lẽ nhiều gia đình sẽ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Kè đang nạch ra rồi và chỗ kia nứt tiếp ra rồi. Đấy, theo chương trình nếu như mưa nữa là nó không thoát đây được, nó sẽ đổ. Mà đổ cái này xuống đây thì nói thực là chỉ tắc cống thôi. Nhưng mà còn chỗ này là đổ đây, là đây hiện tại là còn 1-2 nhà nữa ở đây.
khi đổ xuống không biết người ta ở ngoài sau nào, làm sao có thể cứ bảo người ta ở trong nhà được. Mưa lớn trong thời gian ngắn đã tạo ra áp lực nước rất lớn từ đỉnh đồi dồn xuống và kéo sập bờ kè. Mưa dứt, đất đai nước toác, sắp tách rời con đường mà người dân vẫn đi lại hàng ngày. Toàn bộ hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ngày hôm qua là ngay trong cái lúc mà trong cái thời gian mưa, cái cơn mưa tối ngày mùng 5 thì toàn bộ cái khu vực này là cái nền đất nó bắt đầu nó nhũn ra. Cái khu vực này là nền đất nó yếu và tôi rất là lo ngại. Trong cái thời gian tới nếu mà một trận mưa nữa thì cái toàn bộ cái khu vực này nó sẽ sạt lở. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái các hộ dân bên dưới. Một người khác cũng gặp nạn trong đợt mưa này là bà Hoàng Thị Khà, 56 tuổi, bị nước cuốn trôi xuống cống tiêu, phường Giếng Đáy, sau đó tử vong. Trong đợt này, Hạ Long cũng là nơi thiệt hại nhiều nhất về người và tài sản. Dù mưa không lớn như đợt lịch sử tháng 7 năm ngoái, nhưng tình trạng ngập úng và sạt lở cũng không thua kém gì. Theo họ, những công trình mới được xây dựng trên những đỉnh đồi đã làm thay đổi dòng chảy và chặt phá cây, khiến nước đổ xuống xối xả hơn. Nó biến đổi cái dòng chảy ở trên đỉnh đồi kia, cho nên là cái lượng nước hồi xưa đấy là nó không chảy xuống đây lớn như này, nhưng bây giờ đấy, càng ngày lượng nước nó càng lớn lên. Thế thì năm ngoái thì là cái nhà này nó ở cái khu vực này dân đã bị cái thảm họa như này rồi. Xác định các điểm khu vực nguy hiểm ở phường Hồng Gai, phường Cao Thắng, Cao Xanh, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh và lực lượng quân đội đã phải triển khai di rời gần 100 hộ dân nằm ở các vị trí nguy hiểm, đồng thời tổ chức khơi thông cống rãnh, giải tỏa ngập lụt. Hiện mưa đã dứt, nhưng nỗi lo sạt lở vẫn còn khi cơn dông mới đang sắp ập đến. Vào trưa ngày 6 tháng 7, một cây xanh có đường kính gần 0,5 m, cao 20 m, nằm giữa chợ trên đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ gãy ngang, đè sập mái nhà và dây điện cao thế. Nhiều người hốt hoảng tháo chạy. Khoảng 12 giờ 30 phút trời lặng gió, một cây bạch đàn có đường kính gần 0,5 m, cao 20 m, trước địa chỉ số 635 đường Phạm Văn Bạch, giữa chợ tự phát bất ngờ gãy ngang gốc, đổ ầm xuống đường. Tại hiện trường, cây xanh ngã đè sập mái nhà số 635 đường Phạm Văn Bạch và đè đứt hệ thống dây điện tại khu vực này. Thời điểm cây ngã, tán cây quẹt trúng một người phụ nữ khiến người này bị thương, nhiều người khác kịp thời tháo chạy. Tuyến đường Phạm Văn Bạch bị phong tỏa. Theo quan sát, phần gốc cây đã bị mục nát, trên thân có nhiều đinh sắt được người dân đóng vào để treo đồ. Người phụ nữ sống tại đây cho biết trước đó nhiều ngày cây này có dấu hiệu bị nghiêng nên chị nhiều lần trình báo về công ty cây xanh. Nhưng nhân viên chưa kịp xử lý thì cây đã bị gãy ngang gốc ngã ra đường. May mắn sự cố xảy ra buổi trưa ít người đi chợ nên không có thương vong đáng tiếc. Đến gần 14 giờ ngày, hôm nay thì hiện trường vụ việc đã được các cơ quan liên quan xử lý xong. Liên quan đến việc hỗ trợ cho ngư dân miền Trung chịu thiệt hại sau vụ cá chết hàng loạt trên biển sớm ổn định cuộc sống, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sẽ triển khai công tác dạy nghề, xuất khẩu lao động, việc làm và sinh kế cho ngư dân. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã khảo sát làm việc với hai tỉnh là Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, dự kiến sẽ tiếp tục làm việc với Quảng Bình, Hà Tĩnh để có giải pháp tổng thể hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường nghiêm trọng này. Trong các buổi làm việc với các tỉnh, vấn đề sinh kế của người dân luôn được đặt lên hàng đầu. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng thống nhất với các tỉnh cần có đề án tổng thể về dạy nghề, việc làm, xuất khẩu lao động. Cụ thể, chương trình EPS đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc mới ký kết lại từ đầu tháng 5 năm 2016 với 3.500 chỉ tiêu, hoặc chương trình IM Nhật Bản sẽ dành ưu tiên cho những huyện ven biển bị ảnh hưởng. Ngoài ra, đối với Hàn Quốc, ngoài chương trình EPS thì còn có chương trình tàu cá gần bờ. Năm nay có khoảng 600 người đi Hàn Quốc được phân bổ cho 8 doanh nghiệp đang làm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ yêu cầu 8 doanh nghiệp tập trung hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung và giao cho Trưởng ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đàm phán với đối tác. Ước tính sơ bộ thì hiện nay có khoảng 263.000 lao động đang bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa gây ra, trong đó 100.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp, 163.000 lao động bị ảnh hưởng gián tiếp. Liên quan đến việc nhà máy giấy Lienman, tỉnh Hậu Giang có nguy cơ bức tử sông Hậu khi đưa vào hoạt động,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ ngành liên quan khẩn trương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án này. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang khẩn trương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường một cách nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật đối với dự án nhà máy giấy Lienmen tại cụm công nghiệp Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, bảo đảm ngăn chặn, chủ động phòng tránh có hiệu quả việc ô nhiễm môi trường có thể xảy ra do hoạt động của nhà máy giấy. Báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm về vấn đề này. Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét xử lý kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam về dự án nhà máy giấy Lienmen, có văn bản trả lời cho Hiệp hội. Trước đó, Bộ Tài nguyên Môi trường đã công bố quyết định tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của dự án nhà máy giấy Lienmen thuộc tập đoàn Lienmen Paper Hồng Kông Trung Quốc với tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ, có quy mô lớn nhất Việt Nam và nằm trong top 5 nhà máy giấy lớn nhất thế giới. Ngày hôm nay, Ngân hàng Thế giới vừa công bố hỗ trợ Việt Nam khoản tiền lên tới 3.300 tỷ đồng, giúp Việt Nam cải thiện và minh bạch trong việc quản lý đất đai. Số tiền này sẽ được hỗ trợ thông qua dự án mang tên Cải thiện, Quản lý và Cơ sở Dữ liệu Đất đai Việt Nam. Ngân hàng Thế giới cho biết với khoản tiền hỗ trợ này sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống thông tin đất đai đa mục đích, cấp quốc gia và tạo lập cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia cho cả chính phủ và công chúng tiếp cận. Với trọng tâm là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bền vững, chính xác, dễ sử dụng, dự án cũng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đơn giản hóa thủ tục và quy trình nghiệp vụ tại các văn phòng đăng ký đất đai, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường nhận thức của công chúng về thông tin và dịch vụ đất. Ngân hàng Thế giới cũng cho biết trong 20 năm qua, lĩnh vực quản lý đất đai ở Việt Nam đã có nhiều đổi mới và khung pháp lý về quản lý đất đai hiện đã khá tiến bộ so với các nước thu nhập trung bình thấp khác. Hàng trăm người dân tại ấp 1 xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đang phải sống trong nỗi sợ hãi, hoang mang trong nhiều ngày qua. Nguyên nhân là do tình trạng hàng loạt các căn nhà ven sông của những người dân nơi này bị sụt lún, nứt toác, thậm chí là đổ sập, khiến cho nhiều người dân bị mất trắng nhà cửa, tài sản. Sự an toàn tính mạng và tài sản của nhiều người dân nơi đây vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng khi hiện tượng sụt lún, sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của VTC14. Những căn nhà bị nứt toát, tường đổ sập, những vết nứt, sụt lún kéo dài cả chục mét. Nhiều căn nhà là tài sản lớn nhất của hàng chục hộ dân ở đây đã bị hư hỏng hoàn toàn. Hàng chục hộ dân ở đây bắt đầu nhận thấy dấu hiệu bất thường dưới nền nhà vào ngày 25-26 tháng 6. Đến đêm ngày mùng 3 tháng 7 thì những căn nhà này đột ngột sụt xuống hơn 1,5 mét trong đêm, khiến nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại ấp 1 xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Có hàng chục ngôi nhà bỗng dưng bị sạt lún và đổ sập xuống sông. Chính quyền địa phương đã tiến hành di rời một số người dân đi nơi ở mới, tuy nhiên vẫn còn có một số hộ dân chưa được di rời. Và hiện tại nguyên nhân của vụ sạt lở vẫn đang còn là một dấu hỏi lớn đối với cơ quan chức năng địa phương. Có 4 căn nhà bị sập, gần 20 căn khác bị nứt toát hoặc ảnh hưởng, thiệt hại ban đầu ước tính vài tỷ đồng. Bây giờ mới có đầu mưa thôi, khi mà mùa mưa mà già rồi nước nó lên rồi nó xuống là nó sẽ sụp lở. Điểm đầu thì lúc mà cơn bão đầu tiên á thì nó hơi sụp xuống một chút, một cỡ một tát vậy. Lần thứ hai nữa thì nó sụp xuống cỡ chừng hai tát, rồi đêm thứ ba nữa nó bước xuống một phát gần một mét. Hơn 60 năm nay, thì từ khi mà tôi còn bé như bằng cháu tôi tới bây giờ đó, thì đất vẫn nguyên thôi. Nhưng mà có thời gian gần đây đó, thì tự nhiên nó lúng, nó nứt từ từ nó ra rồi xuống như vậy. Kể cả những cái ngôi nhà này mới xây lên đây chưa được một tháng nữa. Rồi anh chế tiếp mày không? Hiện tại, nền nhà của những hộ dân này vẫn tiếp tục sụt lún và chưa có dấu hiệu dừng lại. Về phía bờ sông, nền đất xuất hiện những vệt nứt xen kẽ, kéo dài. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục người dân đang cố bám trụ sống trong những ngôi nhà này, bất chấp nguy hiểm khi chúng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Bây giờ không còn lo nữa mà sợ luôn. Đây như thật ra đó, như nhà tôi bên đó đó, chú thấy đó, cả một cái chuồng heo. Rồi tôi nói thật với nhà cái nói,
ngủ không biết là đêm tới sáng rồi mình đi đâu đây. Nó lúng xuống rồi nó đưa cả người lẫn heo đi luôn. Hiện tại bây giờ nguyên nhân thì mình không xác định được, lý do là này nó nằm dưới lòng đất, mình không biết được. Cũng chờ các cái cơ quan chức năng khảo sát địa chất ở cái khu vực này mới biết cái dưới lòng đất nó có hiện tượng gì dưới mới biết cái nguyên nhân được. Nếu như mà quyên một cái mảng đất đó mà rơi xuống sông thì phải di dời các cái hộ này đến cái nơi ở mới để đảm bảo tài sản và tính mạng cho các hộ dân này. Theo người dân ở đây, nguyên nhân chính của tình trạng trên có thể là do hoạt động của các đối tượng khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai đã làm sụt lún, sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Do trước đây khu vực này là điểm nóng về khai thác cát lậu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào về nguyên nhân vụ sạt lở. Một vụ cháy lớn trong nhiều giờ liền đã xảy ra tại công ty YNJ International khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc, tại hai tỉnh Bình Phước. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn hàng chục ngàn mét vuông công ty chuyên sản xuất khung hình và ước thiệt hại ban đầu khoảng 15 tỷ đồng và rất may là không có thiệt hại về người. Ngọn lửa bắt đầu cháy từ 20 giờ 30 phút tối ngày 5 tháng 7. Một số công nhân đang tăng ca tại công ty phát hiện ngọn lửa bốc cháy xuất phát từ xưởng sơn. Khu vực này có nhiều hóa chất nên lửa lan rất nhanh, thiêu rụi hoàn toàn nhà xưởng và lan sang các xưởng khác. Đáng chú ý, kho chứa thành phẩm hoàn chỉnh rộng gần 4.000 m2, chuẩn bị xuất kho cũng bị thiêu rụi thành tro bụi. Thời điểm cháy có mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ nhưng ngọn lửa vẫn bùng phát lớn. Hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của hai tỉnh Bình Phước và Bình Dương được trang bị chuyên nghiệp tiến vào dập lửa nhưng vẫn không khống chế được đám cháy. Phải mất hơn 10 giờ đồng hồ với sự cố gắng, các lực lượng chữa cháy mới cơ bản khống chế được ngọn lửa. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết nguyên nhân vụ cháy rất có thể là do chập điện. Theo ghi nhận, đây là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tại tỉnh Bình Phước. Dư luận những ngày qua xôn xao về chất lượng dự án tuyến đường trục phía Nam thành phố Hà Nội sau khi phát hiện một số hạng mục xuống cấp, có chỗ bên dưới nền móng toàn cát và xốp. Mặc dù ngay sau đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cũng như là chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Senco 5 đã đưa ra thông tin rằng công trình đảm bảo chất lượng và chưa hoàn thiện. Vậy nhưng trên thực tế, trên tuyến đường này đang tồn tại khá nhiều bất cập dù đã đưa vào khai thác từ 2 năm nay. Trái ngược với khẩu hiệu này là tình trạng mặt đường hư hỏng, xuống cấp tại dự án tuyến đường trục phía Nam do công ty này làm chủ đầu tư. Thi công dở dang, mặt đường bị lún nặng, giải phân cách giữa, có cây dại mọc tùm. Riêng trong cái khu vực này là chết là hơi bị nhiều. Thì người dân người ta đi đêm, đi chợ, đi múa, đêm hôm nên là xe chở đất, đang đổ đất tràn lan, đi nó ngủ gật, ngủ ghiếc nhiều nên là nó lăn, nó tông vào người ta, toàn chết tươi. Theo phản ánh của người dân, tuyến đường không đảm bảo chất lượng, hạ tầng giao thông ngay từ khi mới đưa vào khai thác. Vì vậy, nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra. Không hiểu ở đây cái đơn vị thi công họ triển khai như nào, tôi thấy nó không đồng bộ. Mà bây giờ thì nhà nước hay là tất cả mọi người đều nói chung là mọi người nói là tính mạng con người là trên hết. Nhưng mà với như này thì tôi nghĩ là mật độ giao thông mà mỗi năm mà Việt Nam mình tăng thêm bao nhiêu xe máy thế và cái phương tiện đi lại ngày càng đông chặt này thì tôi nghĩ là nó mà xảy ra tai nạn giao thông ở trên đường này thì không có gì ngạc nhiên. Nó làm con đường như này mở dở ra như này thì thật sự ra là bà con đi thì cũng chẳng được an toàn. Mà tất cả giao thông ở đây cũng thật sự là nghe đơn tình bà con chẳng biết là cái kinh phí của nhà nước đến đâu là làm an toàn giao thông, tôi đi tôi cảm thấy không bức, không yên tâm lắm. Mong là cơ quan chức năng sớm chỉ đạo những đơn vị thi công thì giải quyết nhanh cho xong cái tuyến đường cho nó gọn ghẽ. Thứ nhất về bụi bặm, thứ nhất là biển bảng cắm lại, những cái đoạn đường hỏng thì cần xử lý ngay và những đoạn đường nào chưa làm cần xử lý ngay để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Dự án đường trục phía Nam nối từ quận Hà Đông đi qua các huyện phía Nam của thủ đô với tổng số vốn hơn 6.000 tỷ đồng. Dự án được thực hiện nhằm hình thành tuyến đường mới, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, giảm lưu lượng người tham gia giao thông cho các quốc lộ 21B, quốc lộ 1A cũ. Thế nhưng dự án này dường như tiền lại đang không đi đôi với chất lượng.
Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một chiếc máy bay quân sự của nước này chở các quân nhân cùng vợ con của họ đã bị rơi xuống khu vực phía đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua mùng 5 tháng 7. Vụ tai nạn đã khiến 7 người chết và 8 người bị thương. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, trực thăng Sikorsky rơi trong hành trình trở về tỉnh Gyurusan sau khi thăm các tiền đồn quân sự trong khu vực. Ngoài 7 người thiệt mạng thì 8 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Lực lượng cứu hộ cho biết trong số những người có mặt trên máy bay thì có 3 trẻ em. Hiện nguyên nhân vụ việc chưa được xác nhận, nhưng Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Kanikli cho rằng tai nạn xảy ra do sương mù dày đặc và thời tiết xấu. Đồng thời các nhà điều tra cũng bác bỏ khả năng về một cuộc tấn công của phiến quân người quốc. Vụ bắt cóc con tin xảy ra tại một nhà hàng ở Dhaka, Bangladesh ngày 1 tháng 7 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 20 người, trong đó đa số là nạn nhân nước ngoài. Trong đó có một sinh viên Ấn Độ đang theo học tại trường đại học California tại Berkeley của Mỹ. Do đó, ngày hôm qua mùng 5 tháng 7, người dân cùng với sinh viên của ngôi trường này đã tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân xấu số này. Nữ sinh viên này là Tarishi Jain, 19 tuổi, là một cô sinh viên người Ấn Độ, đang theo học năm thứ hai của trường đại học California tại Berkeley của Mỹ. Tại buổi cầu nguyện, nhiều giáo sư và các sinh viên đã chia sẻ nỗi đau này đối với gia đình nạn nhân và cho biết Jain là một cô gái tốt bụng và luôn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ. Cô ấy là một sinh viên trẻ, thông minh, nhiệt huyết và có một tấm lòng cao cả. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè của Jain cũng như toàn thể cộng đồng Berkeley. Các nhà chức trách Bangladesh cho biết 20 người đã bị các tay súng sát hại khi chúng tấn công một nhà hàng ở thủ đô Dhaka và bắt cóc thực khách ở đây làm con tin vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. Trong số những người thiệt mạng có 9 người Italia, 7 người Nhật Bản, 1 người Ấn Độ, 2 người Bangladesh và 1 người Mỹ gốc Bangladesh. 6 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt và một tên bị bắt. Cùng ngày, thi thể của 9 nạn nhân người Italia cũng đã được đưa trở về quê hương. Gia đình và bạn bè của nạn nhân cùng Tổng thống Italia Giorgio Mattarella cũng đã có mặt tại sân bay để gặp mặt những nạn nhân lần cuối. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh cho biết thủ phạm vụ tấn công là một nhóm phiến quân trong nước. Các nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết hiện tại quốc gia này đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng dữ dội, với nhiệt độ tăng cao lên mức là trên 40 độ C và cảnh báo các nguy cơ đối với sức khỏe của người dân. Do đó, giới chức nước này đã phải ban hành một cảnh báo màu vàng về nắng nóng tại khu vực miền Nam và miền Trung Tây Ban Nha. Cơ quan khí tượng thủy văn Tây Ban Nha cho biết nhiệt độ đo được tại nước này trong buổi trưa ngày hôm qua đã lên đến 105 độ F, tương đương với 41 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ở thủ đô Madrid cũng đạt mức 38 độ C. Người dân và du khách đang mong chờ những cơn gió và hy vọng nhiệt độ sẽ giảm bớt. Nhiều người đã đổ xô đến các công viên để tránh nắng dưới những gốc cây. Nhiệt độ cao, nắng nóng khiến tôi cảm thấy mình như một con chim cánh cụt đứng giữa hoang mạc Sahara vậy. Tôi đã sống ở đây 17 năm, tưởng rằng tôi đã quen với kiểu thời tiết này, nhưng thật ra lại không phải vậy. Chỉ còn cách là uống nhiều nước, ở trong bóng mát và tránh ánh nắng mặt trời và tránh ra ngoài đường nữa. Trời rất nóng, tôi chỉ muốn mặc váy và không muốn mặc bất cứ loại quần áo nào quá dày. Theo các chuyên gia khí tượng địa phương, nhiệt độ tại Madrid trong những ngày tiếp theo dự kiến sẽ tiếp tục tăng trên mức 38 độ C. Trong năm ngoái 2015, Tây Ban Nha cũng phải trải qua đợt nắng nóng bất thường, khiến giới chức nước này phải khuyến cáo công dân thận trọng trong thời gian đợt nóng bất thường tràn qua bán đảo Iberia. Trong suốt tuần qua, lũ lụt nghiêm trọng đang hoành hành tại khắp các khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Các nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng trong trận lũ lụt lần này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 130 người và gây ra nhiều tổn thất về tài sản của đất nước đông dân nhất thế giới này. Theo Reuters, mưa lớn đã làm ít nhất 130 người chết ở 11 tỉnh và hiện ít nhất 42 người vẫn còn mất tích. Hơn 1,3 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, 40.000 tòa nhà bị phá hủy vì lũ lụt và mưa lớn. Hiện tượng thời tiết này cũng phá hủy ít nhất 2 triệu hecta đất trồng hoa màu, trong đó 250.000 hecta bị phá hủy hoàn toàn. Tại tỉnh Anhui, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, lũ lụt đã giết chết khoảng 7.100 con lợn, 215 con bò và hơn 5,1 triệu gia cầm.
cầm. Theo ước tính, tổng thiệt hại của trận lũ lụt lên tới 38 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 5,7 tỷ đô la Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ vẫn tiếp tục hoành hành, khiến nhiều người dân đang tiếp tục phải đi sơ tán. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục làm việc để giải cứu những người bị mắc kẹt trong mưa lũ và sơ tán thêm gần 70 người tại ngôi làng thuộc tỉnh Anhui, Trung Quốc. Ngày hôm qua mùng 5 tháng 7, tại đối thoại khí hậu Petersburg diễn ra tại thủ đô Berlin của Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi các nước cần phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ môi trường. Bà cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù Hội nghị Thế giới về biến đổi khí hậu COP21 đã thành công, tuy nhiên những gì thế giới đang làm để chống biến đổi khí hậu là hoàn toàn chưa đủ. Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel, tất cả các nước đều phải có trách nhiệm với việc bảo vệ trái đất trước sự biến đổi khí hậu, bởi đó là sự lựa chọn duy nhất. Do đó, các nước cần phải nỗ lực hơn nữa để cắt giảm lượng khí thải carbonic, bởi lượng khí thải này trên thế giới đang tăng lên đáng lo ngại kể từ thế kỷ 19 cho đến nay. Chúng tôi đã sẵn sàng để cải thiện môi trường. Chúng tôi đã đặt ra mục tiêu trong Liên minh châu Âu để giảm lượng khí thải carbonic. Mục tiêu là đến năm 2030, lượng khí thải carbonic sẽ giảm khoảng 40% so với năm 1990. Trong khi đó, Tổ chức Hòa bình Xanh Greenpeace cũng đã đặt một quả cầu bên ngoài cổng Brandenburg nhằm kêu gọi Đức và các nước châu Âu hãy cùng nhau bảo vệ trái đất. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Đức luôn là nước đi đầu trong việc cam kết chống biến đổi khí hậu. Nhiều đạo luật bảo vệ môi trường cũng đã được thông qua tại Đức, trong đó có việc sản xuất than đá. Đối thoại khí hậu Petersburg được bắt đầu từ năm 2010 theo sáng kiến của Thủ tướng Merkel ngay sau COP15 ở Copenhagen, Đan Mạch và cũng là bước chuẩn bị cho COP16 ở Cancun, Mexico. Các cuộc đối thoại Petersburg thường được nước chủ nhà Đức đồng chủ trì với quốc gia đăng cai tổ chức COP trong năm đó. Người Hồi giáo khắp nơi trên thế giới đang trải qua những ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan và bước vào ngày lễ Eid al-Fitr, lễ hội lớn nhất đánh dấu sự kết thúc tháng lễ Ramadan. Năm nay, với hàng loạt các vụ bạo động trên toàn thế giới trong những tháng gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật ở Pakistan đã chuẩn bị một kế hoạch đặc biệt để đảm bảo an ninh cho công chúng trong dịp lễ Eid al-Fitr. Vào lúc này, người Hồi giáo tại Pakistan đang nhộn nhịp trong không khí lễ hội. Tất cả mọi người đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất và chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên của họ sau một tháng ăn chay. Đây còn là dịp để mọi người tặng quà, thiệp chúc mừng và trao cho nhau những lời chúc. Chúng tôi rất hài lòng và yên tâm khi an ninh tại thời điểm này luôn được coi trọng. Lực lượng an ninh được điều động bảo vệ khắp nơi. Chúng tôi cảm thấy rất an toàn. Trong khi đó, lễ hội cũng là dịp mà tất cả trẻ em Hồi giáo đều được nhận tiền may mắn từ người thân trong gia đình. Bởi theo quan niệm, lễ hội Eid al-Fitr chính là dịp để chia sẻ hạnh phúc sau khi người Hồi giáo hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Tôi muốn gửi một thông điệp hòa bình đến tất cả mọi người. Chúng ta phải sống hòa thuận với nhau và phải biết chia sẻ với những người nghèo khó. Ngoài ra, đây còn được coi là ngày lễ của sự tha thứ và làm điều thiện. Trong dịp lễ kéo dài 3 ngày này, người Hồi giáo thường bố thí cho người nghèo, mặc trang phục truyền thống đẹp nhất và cùng mọi người trong gia đình ăn uống và cầu nguyện cho những điều tốt lành. Hiện lễ Eid al-Fitr cũng được tổ chức tại nhiều quốc gia Trung Đông, Malaysia, Indonesia và Canada. Chắc hẳn là sẽ có không ít người trong số quý vị sẽ cảm thấy hoài nghi khi mà nghe đến việc là nhạc cụ làm từ vật liệu tái chế. Có thể quý vị sẽ cho rằng nếu như không có chất liệu tốt thì làm sao mà có thể có được những cây đàn hay là cây trống có thể phát ra âm thanh trầm ấm hay là du dương. Thế nhưng mà trên thực tế, ở đất nước Paraguay có một ban nhạc với đa số thành viên là trẻ em, chuyên biểu diễn bằng các loại nhạc cụ tái chế. Bằng chính niềm đam mê âm nhạc và ý chí vươn lên, những năm vừa qua thì các em không chỉ chinh phục khán giả ở quê hương mình mà còn mời lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới. Và sự thành công đặc biệt của ban nhạc ấy đã thắp lên niềm hy vọng cho trẻ em nghèo tại nhiều quốc gia khác. Trong một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Caltera, ngoại ô thủ đô Asunción, các thành viên của ban nhạc tái chế Caltera với độ tuổi từ 8 đến 19 đang say sưa tập dượt. Cái chú ý ở đây là những cây đàn mà các em đang sử dụng đều trông rất cũ kỹ bởi chúng được làm từ những loại phế liệu thu gom ở những bãi rác gần đó. Cách đây vài năm, những nhạc công nhỏ tuổi này cùng hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác ở thị trấn Caltera ngày ngày phải bươn chải để tự kiếm sống. Với các em, những cái đàn, cái trống còn đắt giá hơn cả những ngôi nhà các em đang ở.
Cảm thương những đứa trẻ cơ nhỡ, nhạc sĩ Fabio Chavez đã nảy ra ý tưởng, thành lập ban nhạc và tự chế nhạc cụ từ những loại phế liệu cho các em sử dụng. Bên cạnh đó, ông còn kêu gọi cộng đồng tham gia dự án có tên ban nhạc tái chế Cautera, với mục tiêu dùng âm nhạc để thay đổi cuộc sống của các em nghèo ở Paraguay. Với dự án này, nhạc sĩ Fabio Chavez không chỉ dạy trẻ em nghèo và cả những người trưởng thành có hoàn cảnh đặc biệt chơi nhạc, mà ông còn hướng dẫn miễn phí cho họ cách chế tạo, các loại nhạc cụ và những đồ vật đã qua sử dụng. Cuộc sống của em đã thay đổi. Chưa bao giờ em nghĩ rằng em sẽ được đến nhiều đất nước xinh đẹp như vậy. Em yêu âm nhạc. Sự thành công của ban nhạc tái chế Cautera đã truyền cảm hứng cho những người có lòng hảo tâm tại nhiều nước trên thế giới quan tâm hơn đến trẻ em nghèo. Theo đó, một số ban nhạc tương tự cũng đã xuất hiện ở Mexico, Brazil, Tây Ban Nha. Chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.